Dạ không sao, cần thơ kính chào cô chú về bạn, mời cô chú bạn giao lưu, mời chú quý mời về động lực ha, để cuộn cuộn luôn, quái luôn mini. Rồi đã mất thời gian mình vô clip cô chú mình xem biết nào hay, chút cho anh Bình giúp kênh ha, chứ mới về không. Dạ chào anh Linh, chào cô chú anh chị, hôm nay con có về 9 phôi tứ quý, 1 phôi mai vàng, muốn giao lưu với cô chú anh chị. Địa chỉ con là sông Phụng, Long Phú, Sóc Trăng. Số điện thoại con là 0394948460. Để mất thời gian em vô cây số 1. Số 1 là tứ quý ha. Cái cành này đủ hả? Điều. Cái này nó quái, hai thân gời. Nhưng mà có chỗ này là nó dính ha cô. Chú này chắc hồi xưa nó lên cây nhỏ rồi nó lên cây này cho nên nó liền. Phần dưới thì nó gời nó liền chỗ này thôi. Chắc cái này từ cây rễ ra. Dạ, nó lớn lên. Nhưng mà nó dính cứng lắm. Chờ con rễ đuôi. Dạ, cái này thì nữa dình bẻ lại. Nó cũng ngoằn ngoèo. Quái. Dạ. Đo tổng thể hai cây này trước ha. À, tổng thể hai cây ngay đây là được 39 quành. Thân lớn thì được 22. Thân nhỏ thì được 17, 16 gì đó. Tổng chiều cao là 90. Đường kính bầu 42. Nôm chỗ này một chút thì được 14, 15. Cây thì nó không có bự nhưng mà nhìn nhỏ nó cũng có duyên, nó quái nha cô chú. Giá luôn. Dạ, giá cây số 1 của tứ quý này là 1.600.000. Phôi này cũng tứ quý luôn. À, phôi này tứ quý là con cây cũ có clip trước nha. Con có hai cây cũ clip trước, cây này với cây kia. Để một tí là tới cây cũ clip trước con báo. Cái này con bán con thu hồi lại vốn. Con ghế bự bự cũng lực. Dạ. Quá. Hai con ghế này nó bự, nôm nôm lên. Chứ hàng độc lạ được. Chiếc này lô này thì cây cũng nhỏ nhỏ quái quái ha. Giá nó cũng dễ chơi chơi lắm cô chú. Chiếc này hàng nhỏ để bàn là nhiều. 28 hoành. Tổng chiều cao là 60. Sổm nôm của hai con ghẻ này là được 23. Đường kính bầu này 39. Đây con đo cọng rễ này thử coi. Cọng rễ bự này là 18. Cọng này cũng 18 luôn. Cỡ cỡ nha. Dạ. Giá cây số 2 1.300.000. Phôi này là số 3 cũng tứ quý luôn cô chú. Đây sẽ tạo dáng có cành cành phóng đầy đủ luôn. Lắc. Cô chú có xài cành bay đó thì xài, không xài mình cắt lại cái chực lắc hay là chực pin giót cũng được. Đó, chờ cái đế. Nhìn không trống luôn, kẹo vậy, sổ ngắt luôn. Này đẹp á, để sổ dài. Cái này nhìn thấy nó cũng già. Cái này cũng già cây à. Cây này già cây. Dạ. Chắc
việc lắc coi, chỉ cần nghe đầy đủ điệu bài khống chơi đầy đủ luôn phơm. Thôi mình về mình trồng trực lắc thì mình nghiêng cái đầu lại một tí cũng được, còn lấy trực bên lấy vậy trồng cho nó sốt. Ba mươi lăm hoành ha, con đó hơi cao ha, 35 cao. Tổng chiều cao của cái cành nhỏ này luôn là 82, đường kính bầu 40, xổm nôm được 18. Để sổ ghét con cặp. Đo thử cái củ rễ coi. Củ rễ này được 62. Con đo ngang đây là củ rễ 62 ha. Đế này đặc sệt. Rất là đều. Rồi giá. Giá cây số 3 tứ quý này là 3.800.000 cô chú. Cây này thì nó lùng lực. Cái tầm mà tới cái cành này thì chắc khoảng tất ngoài. Cho bonsai rất là đẹp. Dạ, lùng lực. Còn dừa. Cho phép mình đó thôi. Con số 4. Dạ, số 4 này cũng tứ quý luôn nha cô chú. Cây tứ quý này thì nó gời nha cô chú, hai thân này nó ôm lại, hai thân này nó gời ha, nhưng mà chắc không có nhúc nhích rung rinh gì đâu, này nó ôm hồi nhỏ rồi. Dạ. Nó lên 4-5 thân bụi gì đó. Cô chú về lọc ra rồi chơi lại ghép lại cho nó đều lại. Em chỉ cắt sơ bộ à. Vì có thể mình xử lý tự tay cắt sửa sửa sẽ. Dạ, nó cũng nôm coi cũng được. Hai cây nôm lại cũng ok, cũng điệu không chống rồi. Hai thân này thì nó gời. Nhưng mà không có sụt sịch lúc lắc gì, nó ôm nó ôm rễ cứ ngắt à. Chưa cái này nó chưa giống cái đuôi. Nó cắt ngắn lại thành đuôi. Muốn cắt đây cũng được. Nhìn đây nếu cắt là chữa đuôi giống như con cú đang ấy nướng đuôi lên. Làm cho nó sống. Con đo tổng thể hai thân này ha, 34 tổng thể hai thân. Một thân này cái thước con nhét vô không được, nó đè thử coi. Cái thước không được thì lấy tay nhét vô. Không được, không được, khỏi tay nhỏ. Lại đi. Con đo lại ngay vị trí này là được 22, thì thân kia chắc chừng 25, 27 vậy đó. Thân nhỏ này thì được 22. Tổng chiều cao. Tổng chiều cao được 75. Sổm nôm được 26. Nôm này nôm đặc luôn. Dạ. Okay. Nôm này cũng chóng luôn, cũng kẹo. Con đo lửng lửng chỗ cái sổm nôm cũ này là được 62. Nôm cũng khá cao cô chú, hay tất mấy cũng cao. Nhìn nó cũng có duyên lắm. Dạ, giá cây số 4 này là 2.400.000. Dạ, cái đấy luôn, xỏ tóc dài. Dài cũng ngắt luôn. Rồi, phép đổi khối luôn. Một cây rất là quái luôn. Dạ, cái này tứ quý nó bị lũa nha cô chú. Nhưng mà cái phần mà rễ hư, rễ khô đó là con gỡ hết rồi. Toàn bộ cái này là rễ sống hết, không rễ nào hư hết. Thân thì bị lũa, con cũng móc ra cũng sạch rồi. Xử lý hết phần lũa tới bằng dạ. Tư ha. Cô chú có xài về thì mình móc lại kỹ một chút nữa là được. Con móc cũng tương đối sạch rồi. Mà chưa có tha keo thôi. Đây này hơi bị hơi cực già. Dạ. Chắc trồng trong cái chậu hay là cái mô gì đó. Dạ chắc hồi xưa này chắc trong cái chậu con bứng con gỡ lên cái vậy là nó dính luôn, mà hình như chắc cũng còn rễ dưới á. Nó nằm ở trên mặt đất là nó vậy luôn rồi. À khúc này là mặt trên đất. Dạ. Đây xuống. Dạ dưới nó chắc nó còn.
Cái rễ này là rễ sống, rễ tươi không cô chú, không phải rễ khô của mấy cái này đâu, mấy cái của phần khô của cái nhánh thân này rễ cũng gỡ hết rồi. Đây là rễ sống không à. Dạ. Mình con đo vị trí cái bể này thôi chứ con không có biết đo được chỗ nào nữa. 41 chỗ miếng da này thì được 25, tổng chiều cao được 78, củ rễ ngay đây được 89 98, sổ nôm đây được 22, cái này chắc già lắm. Cái nước da nó già, dạ. Cái thịt đó đen lùi ao rồi giá luôn. Và giá cây số 5 tứ quý này là 3.100.000. Đợt này cũng về cũng nhỏ nhỏ không à, nó không cũng không có cao tiền lắm, tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu đổ lại. Dạ. Cái này cũng tứ quý luôn hả cô chú. Cái thân này với cái thân này là hai thân nó gời cô chú. Thì sẽ chắc cũng nằm ở trong cái chậu gì, nó cũng gom tròn tròn là gì nè. Này nó gời, cụm này gời. Nó chỉ ôm rễ thôi. Dạ, nó bao lại giống như kiểu mà nó tròn tròn nè, nhìn nó cũng gọn lắm. Form này đẹp hơn vừa. Cái nhỏ này gời hay liền biết, ở dưới nó móc lên mà có cọng rễ nó siết lại. Quấn. Ừ, nó ôm vô luôn. Để thì cũng ok, cũng khá khá được. Chơi quái quái, tiểu cảnh nhỏ nhỏ. Đây là anh xử lý phần... Dạ. Cái thẹo lũa này con xử lý tới thịt tươi cũng keo hết rồi. Con đo tổng thể hai cụm này ha. Tổng thể hai cụm này được 48. Cụm bự này được 30. Thân nhỏ này được 14-15. Củ rễ ngay đây được 8-90. Tổng chiều cao được 76. Cái này cô chú muốn chơi lùng lại thì mình cắt lại ha. Cái này con chỉ để chà chôm vậy, cô chú thích chơi vậy thì chơi. Ủa mắt cắn chết mẹ. Dạ. Giá cây số 6 này là 2.300.000. Dạ, phôi tứ quý này là phôi cũ clip rồi nha cô chú. À, nó cũng kéo nhựa rồi. Con bán cái cây này cũng lấy vốn lại thôi. Mặt cắt nó kéo nhựa rồi. Để cũng quay quái ha. Dạ, nó nôm nôm sớm sớm lên. Nghe nhựa rất là mạnh nè. Dạ. Mau chơi. Cắt là dữ luôn, nhựa ghê gớm luôn. Rồi cho đúng số thôi. À, vị trí đây là được 37. Sổm nôm được 24. Tổng chiều cao được 68. Này thử đây. Củ rễ ngay đây được 84.
Cái này con nhắc lại, cây này là cây cũ clip rồi nha cô chú, nhưng mà nó cũng mạnh lắm, nó kéo nhựa rồi. Dạ, cây số 7 tứ quý này là 1.600.000. Dạ, số điện thoại con là 0394948460, cũng là số Zalo của con luôn. Dạ, phôi này là phôi mây vàng nha cô chú. Quá lực luôn, con vàng lực. Dạ. Rễ nó cũng gối vậy. Bự bự không? To, bành bành không? Không chấm luôn, sát gạt. Quá kẹo luôn. Để. Có cái vết này nó bị tuột da, nó lũa bên này, nhưng cái phần này là phần còn sống, cái phần khô con lấy cái hết rồi, cái này nó cũng còn sống, con không có tha keo, con để vậy nhiều khi về còn xử lý lại. Lùng lực luôn, quá lực. Dạ. Một khoai nhà quá lùng lực luôn. Để bắp bắp không? Cái này nó rễ nó cũng gói hồi xưa chắc trong cái chậu cái gì á, nó gọn lắm. Không chấm. Nè nó nghiêng tí. Trộn cho nó tốt. Vị trí này là được 42. Tổng chiều cao được 57. Đường kính bầu được 49. Cái này lùng lực nha cô chú. Quá lực luôn. Dạ. Để đặt luôn. Rồi, với luôn giá. Cây số 8. Dạ, cây số 8, cây là cây mai vàng là 4.400.000. Phôi này cũng khoai tứ quý nha cô chú. Con chỉ có một phôi mai vàng là mới qua rồi đó, là chỉ có phôi mai vàng thôi, toàn bộ 9 cây là tứ quý không. Quá trời, cái đế, đế nhỏ nhỏ mà đẹp ha, lực ghê lắm. Cái này nó cũng lùng lực, nó lên tí là cũng có chi cành. Cái này cắt lùng lên trên chơi con sai cũng được, mà để gì cũng được. Dạ. Không cao cái gì. Cái này thì nó cũng không cao không đâu, này nó cũng lùng rồi. Vị trí này được 28 hoành. Tổng chiều cao là 58. Đường kính bầu là 41. Cây này nó hơi xổm nôm chút xíu rồi cô chú, này nó cũng hơi chảy chảy chứ nó cũng không nôm cao. Hơi bài bài xuống. Dạ, bài bài nó xổm một tí à. Cây này cũng khá, cũng khá già già cũng lực rồi im. Dạ. Vô lưu giá luôn. Dạ, cây số 9 này là cái tứ quý là 1.600.000. Rồi, xin phép mình đổi phôi luôn. Phôi này là phôi tứ quý luôn nha cô chú. Đây, số 10. Cây này đế rễ nó cũng khá khá. Cũng sợ cũng sổ xuống vọng vọng xuống. Này hai cây dính lại ngắt luôn. Dạ, hai cây ôm lại. Đế đều. Kẹo ha.
Đế con vịt to to mà. Cái này nó ôm chắc hồi nhỏ rồi. Nó gài ghế lại. Khánh nhờ cái ngắt luôn. Tài cành này đây cũng khá là đều, đầy đủ bự bự không? Chắc gạt quá. Cái này có nó quậm 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 thấy cái cục đá đó, nó chim nó nghiêng nghiêng vậy. Nặng quá mà quay nữa. Cây tệ nặng. Không gãy bự bự không cô chú? Bự mà lực đầy đủ, đều. Bên này thì nó cũng có mà nó nhỏ hơn bên này thôi. Bên đây nó cũng có. Rồi mình cho đọc số. Con đo tổng thể hai thân này ha. Tổng thể hai thân này là được 48 hoành. Thân lớn ngay đây được 29 hoành. Đây cũng đo lòn để xem. Hai thân này được 32 hoành. Cái này là hai thân ở dưới này rồi nó lên đây nó lên được một thân nữa là ba thân cô chú. Ở dưới thì nó chỉ có hai thân thôi. Kẹo chứ, hết này. To bự bự không? Ghê. Quên ở đây cũng đo củ ghế ở đây. Củ ghế ở đây là 128. Số sổ nãy đo rồi không? Chưa. Sổ nôm ngay đây thì được 23. Tổng chiều cao được 88. Cái này con cắt con để nó hơi dài hơi cao, cô chú về cắt chơi theo ý mình đi. Con chỉ để vậy thôi. Rồi giá vô luôn. Dạ giá giao lưu cây số 10 tứ quý này là 5.700.000. 5.700.000. Cây số 10. Hết quý. Rồi để đặt luôn, đều. Nó cũng gom nó tròn tròn nó bấu bấu xuống cũng gọn. Đúng rồi, tới đây cái nó gom nó quặm 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 xuống. Mà nồi để bự nha, chứ trăm mấy. Dạ gọi nè. Dạ rồi, chào anh Linh, chào cô chú anh chị. Rồi. Chào anh Bình luôn. Rồi chào quý cô chú anh chị bạn luôn. Rồi xem nghĩ mã số cái nào hay giao tiếp cho mình giúp kênh quý cô chú nha. Dạ trân trọng kính chào.